hàng ngàn tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước đã về chùa Từ Hiếu, Huế để dự lễ rước xá lợi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ thiền đường Trăng Rằm qua thất lắng nghe vào sáng 29 tháng 1. Nghi lễ rước xá lợi nằm trong thời khóa lễ Đại Tường, 2 năm sau ngày mất của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Từ sáng sớm, hàng ngàn tăng ni Phật tử, người dân từ nhiều nơi tìm về tổ đình Từ Hiếu trên ngọn đồi Dương Xuân, phường Thủy Xuân, Huế để tham dự nghi lễ rước xá lợi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Xá lợi Thiền sư trước đó được đặt tại thiền đường Trăng Rằm. Tại đây, sau khi thực hiện các nghi lễ, đoàn các tăng ni đã rước xá lời từ thất thiền đường Trăng Rằm đi một vòng quanh chùa, ngang qua chánh điện chùa Tổ, men theo những tán cây xanh cổ thụ nơi có đông đảo Phật tử xếp hai hàng chắp tay cầu nguyện trước khi về đặt tại thất lắng nghe, cách đó không xa. Thất lắng nghe cũng chính là nơi Thiền sư Thích Nhất Hạnh tĩnh dưỡng từ ngày trở về chùa Từ Hiếu cho đến khi viên tịch. Tiếp đó diễn ra nghi lễ cung tiến giác linh, thỉnh giác linh bái yết Phật Tổ và nhập tổ đường. Sau khi tăng thân thực hiện nghi lễ, Phật tử xếp hàng dài, lần lượt đảnh lễ xá lợi Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Diễn ra theo nghi lễ tâm tang, mọi người đến dự lễ gần như chỉ im lặng và cầu nguyện. Ngày 30 tháng 1 sẽ là lễ tưởng niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh và thiền hành tại công viên Vĩnh Hằng, nơi hỏa táng Thiền sư đúng 2 năm về trước. Lễ đại tường của Thiền sư Thích Nhất Hạnh ngoài nghi lễ rước xá lợi còn có nhiều hoạt động khác như thiền hành, pháp thoại, ngồi thiền, hướng dẫn thực tập thiền lạnh.